kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. À, đồ của mình. Chị chủ ơi. Chị em gì? Vậy nhưng mà em nói hôm nay em trả mà. Không phải, chị nói với em là tối nay em trả à. Nhưng mà đã hết buổi tối đâu. Thì chị đã quăng đồ em hết đâu. Mới quăng con xí à. Có tiền chưa? Chịu đây. Chị cho em có thêm. Khỏi mày. Khỏi xin xỏ gì hết á. Chị cho em xin thêm vài hôm nữa thôi. Cái thằng bộ chết tiền của em. Nó ăn trộm mất tiền của em rồi. Chị làm ơn làm phúc đi chị. Quan cho tôi ở đi. Hả? Anh nói gì? Tôi bảo quan cho tôi ở đi. Nhưng mà tôi không có tiền đâu á. Thì vì cô không có tiền nên tôi mới mời cô qua nhà tôi ở. Mà cô có được ở không công đâu. Nó đi nó khủng gì vậy? Tôi không hiểu. Thằng bồ của cô tống tiền tôi rồi nên cô phải có trách nhiệm trả hết số nợ đấy. Anh bị điên hả? Tự nhiên anh cho ông mượn làm gì? Tự làm tự chịu đi chứ. Cái con nhỏ này có người đẹp trai như vậy giúp á mà còn không chịu nữa. Trời ơi, tôi ước gì có người giúp tôi như vậy á. Chị chủ nhà xinh đẹp nói đúng đấy. Thôi, dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi. Nên cô phải có trách nhiệm giải quyết hết mọi chuyện. Anh đẹp trai nói đúng á. Chị biết gì mà đúng chứ không đúng. Hai người này rõ ràng là một vụ với nhau mà. Ai, có người giúp á thì làm ơn á, dọn lẹ lên đi. Chị chủ nhà xinh đẹp ơi. Chị có thể cho phép Thảo ngày mai qua dọn đồ sau được không? Được vậy thì tụi em đội ơn chị lắm. Trời ơi trời, có gì đâu mà được trai đẹp nói vậy á, thì tôi có nè hề gì đâu. Cô còn đừng lấy gì nữa, dọn đồ đi. Nhưng mà nhanh lên, nhưng gì. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.